Hiện tại là anh uống Mocking mỗi ngày hả? Một món món 1 giờ uống một lần. 1 giờ, 1 giờ là uống một lần. Một lần là 5 viên. Một lần 5 viên Mocking. Uống nhiều dữ vậy anh? Thì tôi bác sĩ mà. Như vậy là tính ra một ngày là anh uống 120 viên. 120 viên. Thật sự đó là Chúa hình như là muốn dẫn em gì. Chúa muốn dẫn anh về hả? Dạ, cho nên là em luôn cầu nguyện. Cho nên con là những người tôi thật sự là muốn xin Chúa về cho con nhanh. Tại sự đã đáng quá mức. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam. Hôm nay lại tiếp tục chia sẻ đến quý vị một hoàn cảnh của anh Nguyễn Tấn Anh. Năm nay anh mới 44 tuổi thôi quý vị. Thì qua cái hình ảnh người dân chia sẻ, Phi thấy được anh Nguyễn Tấn Anh thì mắc phải căn bệnh rất là hiểm nghèo và có một khối u rất là to. Nhận được cái hình ảnh thì Phi cũng đến đây để tìm hiểu và chia sẻ với anh một chút, cũng là một chương trình để hỗ trợ cho anh. Hiện tại là Phi đang có mặt nhà của anh Nguyễn Tấn Anh. Quý vị cùng Phi trò chuyện với vợ chồng anh một chút và mình cùng tìm hiểu rõ hơn về cái bệnh tình cũng như là gia cảnh của anh như thế nào nha. Dạ. Chào anh chị nha. Dạ, thì em cũng làm bên cái chương trình thiện nguyện để chia sẻ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn bệnh tật, và cũng nhìn thấy cái hình ảnh của chồng chị. Bây giờ cái bệnh tình cũng quá là hiểm nghèo ha. Chị có thể chia sẻ sơ qua một chút về cái tình hình bệnh của anh như thế nào được không? Giờ anh bị ung thư bùng họng, anh bị hơn 4 năm rồi, Hơn 4 năm rồi hả? hơn cả 4 năm. 4 năm hả? Ừ. 2 năm, năm 19 tới giờ hả? Tháng 8 năm 19 là bị đúng cái lúc dịch luôn đó hả? Trước dịch Trước dịch. Có nghĩa là ung thư vòm họng đúng không? Mà sao cái khối bây giờ nó khối u nó to dữ vậy ta? hồi xưa là nắng hạt Hả? hồi xưa là ung thư hạch Hồi xưa là ung thư hạch hả? cục hạch nhỏ thôi, Cục hạch nhỏ cái mình mổ cái hả? đồ bác sĩ rồi anh cho lên cầu mổ. Mổ là mà Được. sao nó Cái rồi anh hỏi là nếu như do anh có điều kiện thì nên nên mổ, nếu lấy ra được thì chữa cơ hội sống khoảng đến 10 năm thì cũng. Cái hạch là mới đầu cái hạch nó nằm chỗ nào anh? Hồi xưa nó đang nằm chỗ này, cũng chỗ này, Nằm bên cái cổ nhưng đó mà hả? nó nhiều cục lắm, chút là một cục. Cái rồi bác sĩ là nó tư vấn là mổ lấy được ra nó thì sống Mổ. từ từ 7 đến 10 năm là rất lớn, nhưng mà tốn tiền, nếu gia đình có điều kiện. Mổ là bác sĩ nói là mổ là sống được 3 đến 10 năm. 7 đến 10 năm. 7 đến 10 năm. Cái rồi tôi về rồi gia đình anh em hụt lại rồi. Có mổ là gần 70 triệu. Mổ gần 70 triệu. Là tiền đóng vô à, có mổ Dạ, 60 tất đóng triệu. vô bệnh viện là 70 triệu để mổ. Dạ. Cái rồi anh em cũng góp tiền lại mổ. Khi mổ thất bại có mổ. Nhưng mà mổ xong mới là thời gian sau Không anh? phải, mổ thất bại có mổ. Dạ. Thất bại có mổ lấy không được. Mổ không được hả? Mổ rồi mà lấy không được, chỉ khen. Mổ rồi mà lấy không được. Vì chỉ khen, Di căn không qua. lấy. Nói chung là lúc trước là mổ cho anh rồi, nhưng mà cái khối u nó đã di căn nên không lấy được. Cái rồi tính đến nay là đã 4 năm đúng không? Rồi mình truyền thuốc truyền đồ như thế nào chị chơi? Truyền quá chất hơn. Rồi giờ mổ không được. Truyền quá chất. Truyền để cho cái gom lựa để họ xoa trị. Mà mỗi lần đi đi ra rồi truyền một tuần cái gì nghỉ nghỉ ngơi hơi 3 bữa cái ra lựa. Mà tới nghỉ rồi cái ra 4 bữa xa cái gì nghỉ cũng bị ra lựa lẫn sưng lên lựa. Cứ lồm rứa miết rứa đó mà bác sĩ cứ cố gắng Nghĩa là càng ngày nó càng sưng nữa hả? rồi. Cái to cái mỗi lần ra chuyện lẫn nhỏ lựa cái nhỏ lựa cái gì ăn uống nghỉ ngơi rồi ra chuyện tiếp cái ra cái gần tới ngày ra cái to lên lựa miết rứa cái bác sĩ thôi không có khả năng thâu xuống xòa trị đây cái to quá em ra xòa trị cứ cũng xuống xòa trị mà xa lựa bác sĩ không được xòa trị to quá xòa trị là đốt cháy hết là không được cái gì như thỏa ta rồi gì họ chỉ đau đi vô đi cái uống thêm lần đầu uống thuốc lên luôn rồi mà quá lắm không được cái chừ xa lựa
chỉ đâu đi đó, họ chỉ uống chi cũng uống hết. Khi mà truyền vô cho anh á thì nó xẹp xuống, dạ, đúng không? Rồi thấy truyền là nó lại to lên lại. Dạ. Cứ như mà như vài miết là một thời gian sau là chịu hết nổi luôn hả? Dạ. Sĩ thâu không được nữa. À, bây giờ là anh thấy trong người anh như thế nào? Sức khỏe anh sao rồi? Rất mệt. Mệt hả? Có đau nhất không? Nhất lắm nha. Đau nhất lắm hả? Chỉ cần một phim đó mà chậm khoảng 10 phút là sốc luôn, rút người luôn. Bóc phim mà chậm 10 phút là sao? Rút người luôn. Rút người rút sốc. Hiện tại là anh uống bóc phim mỗi ngày hả? Một món mỗi một giờ uống một lần. Một giờ là uống một lần. Một lần là 5 viên. Một lần 5 viên bóc phim. Uống nhiều dữ vậy anh? Thì tôi bác sĩ mà. Như vậy là tính ra một ngày là anh uống 120 viên. 120 viên. Ghê vậy hả? Trời ơi. Một giờ là uống 5 viên morphine. Một ngày là tính ra 120 viên. Rồi cái morphine đó mình có phải mua không hay là không? Phải, hả? Không. Bác sĩ bệnh viện cho hả? Từng thuốc morphine của nhà nước cho. Dạ. Chỉ có mình mua thêm thuốc giảm đau, giảm đau nổ. Mình mua thêm thuốc giảm đau. Thì nó di căn nổ. Dạ, di căn qua não hả? Dạ. Cho nên là mình mua thuốc giảm đau nổ nó nằm ngủ đấy. Trời ơi. Như vậy là anh uống morphine bao lâu rồi đó? Cũng hơn một năm rồi. Hơn một năm rồi. Nhưng mà hồi năm rồi, một ngày có viên, hơi viên. Dạ. Yeah. Rồi nó lên lần. Lần lần nó lên đô á. Dạ, bữa nay nó lên tới mức độ đó rồi. Trời ơi. Một ngày 120 viên bóc viên. Rồi anh ăn uống được không anh? Bữa nay thì ăn bữa được nửa chén cháo. Bữa được nửa chén cháo hả? Ừ. Ăn cháo thôi chứ ăn cơm rồi. Không, không được. Nút không được. Nút miếng cháo thôi. Ăn cháo mà nút không đã rồi nó nguội. Uống nước nông là cũng ra lỗ mũi. Ăn vô miệng nó ra lỗ mũi. Ăn cháo vô là nó ăn vô mà nó ra lại lỗ mũi hả? Dạ. Nó khó nuốt lắm hả? Dạ. Em này thì sống lao đó nha. Dạ. Hồi trước là anh làm nghề gì? Hồi xưa thì làm rải. Làm rải hả? Nóng. Cái rau khe thơm đồ luôn được đấy giờ làm hồ. Làm hồ. Sao làm đi phụ hồ á. Sao làm phụ hồ? Dạ. Mới đầu hai vợ chồng làm rải. Dạ. Sao hai cái anh nghĩ anh làm phụ hồ. Phụ hồ. Còn chị làm gì? Dạ. Chị làm công nhân hả? Mới dạ. Được công nhân ở đây, Di Thành gần đây, hãy còn xem cũng xuống Sido nữa. Sido luôn trong mấy bữa trước này, bữa trước thì em khỏe, mấy bên này không yếu. Bên này mấy nhỏ em lo không đã đỡ, mấy bữa là không ăn luôn. Cái em xin công ty cho giải quyết cho nghỉ được 15 ngày. Công ty cho nghỉ 15 ngày để dạ. Lo cho chồng. Dạ, xa là xuống cái kèo. Thế mà 15 ngày này không đỡ mà đang mấy bên đây trời đang đỡ đỡ đó. Chứ em thấy không tình là nóng ổn cái thơm suy nghĩ luôn. Suy nghĩ luôn hả? Suy nghĩ dạ. Công ty luôn. Dạ, suy nghĩ công ty luôn, mới bước qua xuống công ty mới suy nghĩ luôn cái gì. Để lo cho chồng con sang mạnh khỏe luôn, đủ đi lùm chứ còn dạ. Còn đi lùm mò giá sách ra tới chồng làm chứ em cũng không đi lùm, không dạ. Yên tâm. Thấy chồng như vậy cũng đi làm cũng không yên tâm ha. Dạ, lùm xuống nói chung không có tinh thần để lùm nữa đâu. Dạ. Suy nghĩ luôn. Ủa chứ hồi trước là ảnh đau là chị có đi làm không? Dạ à. Không, cô học lớp 9 mới cho cô nghỉ. À. Để cô lo cho bà. Chị đi làm? Dạ, đi lùm để lo gia đình. Ừ. Chứ nói chung hơi chồng lùm ăn lại rồi lụm nhòa rồi đà luôn, nói chung là không còn tiền. Làm xong cái căn nhà này là phát bệnh hả? Dạ. Làm nhà xong phát bệnh rồi cũng không có tiền để chạy chữa nữa. Dạ. Rồi thằng cu học lớp 9 là cho nghỉ ở nhà giữ ba, chăm dạ, cho ba. Dạ, anh đi ra bệnh viện bước ba rồi đó, còn anh thì đi luôn công ty. Anh chị là có mấy đứa con? Dạ, hơi đứa. Hai đứa là đứa mấy tuổi? Dạ, đứa lớn thì hơi tuổi rồi. 22 tuổi hả? Dạ, còn đứa nhỏ học lớp 9. Em trai lớn nó đi làm gì chưa? Dạ, chưa. Chưa? Dạ. Vậy là đứa nhỏ là học lớp 9 là cho nghỉ học, dạ. Ở nhà lo cho ba. Dạ. Dạ. Còn chị là đi làm công nhân dạ. Để kiếm thêm ít thu nhập về dạ. Lo. Dạ. Rồi ảnh bị là 4 năm qua là mình chạy chữa cũng hết mớ tiền rồi ha. Dạ. Có ai phụ giúp cho mình không? Nói chung em út đồ phụ giúp đó. Ừ. Dạ. Em út phụ giúp thêm. Dạ. Ừ. Nói chung em lùm lương cũng thoáng được 4 triệu, 5 triệu rồi đó. 4, 5 triệu thôi hả? Dạ. Ừ. Lương công nhân thì ở mình chỉ được chừng đó thôi ha. Dạ. Rồi cũng phụ phụ thêm. Dạ, phụ thêm đứa chứ chờ cậu đi học nữa mà ở nhà nuôi nữa là không có tiền. Ừ. Phải cho nghỉ học để
nó tới nghỉ học thì tội lắm. Hồi đó là mình có đi đâu để mình chữa bệnh chưa chị? Dạ có. Đi tùm lum hết hả? Đà Nẵng, Sài Gòn. Đà Nẵng, Sài Gòn. Dạ đó, Đà Nẵng, Đà Nẵng. Đi vô Chợ Rẫy hả anh? Chợ Rẫy có bệnh viện ở bướu của Sài Gòn á. Bướu Sài Gòn ở hơi bệnh viện ở ấy. Qua bệnh viện một cơ sở một còn ở. Rồi mình có đi chữa ở thuốc nam thuốc bắc gì chữa? Thuốc đông là cũng tùm lum thầy luôn đó. Cũng tùm lum thầy. Dạ. Mình có đi xa không? Xa nhất là vô tới chỗ Đắk Ông vô. An Giang nữa. An Giang là vô thầy nào đó? Thầy Tư Ngoan. Tư Ngoan. Thầy Tư Ngoan là cũng nổi tiếng lắm đúng không? Dạ. Ông mình chữa. Cũng tìm vô trong đó rồi hả? Dạ, ông chữa dữ lắm. Chỗ đó nghe người bớt rất nhiều. Dạ. Nhưng mà mình không có duyên. À, mình vô trong đó là mình uống thuốc được bao lâu anh? Hơi thoáng. Uống 2 tháng hả? Dạ. Mình vô trong đó rồi thầy Tư Ngoan thầy nói như thế nào? Thì thầy cũng rất mệt. Thầy nó dữ lắm. Ừ. Bắt mạch mà vẫn biết mình di căn tới đâu. Bắt mạch mà vẫn biết mình di căn ở đâu hả? Dạ. Nhưng mà mình hỏi thầy có chữa được không thầy thì thầy cũng nói là thầy không nói được hả? Thầy không có thầy kêu là cái bệnh này là hay của là hay xui. Hay xui. Có nghĩa là cùng bệnh như nhau. Ừ. Cùng một loại thuốc một kẻ bất người không. Là tùy theo dạ. Cái phước của mọi người đó. Đó. Nếu mà có di căn thì sẽ bất. Ừ. Uống trà vàng thoáng thuốc thì ông sẽ biết nhưng mà uống hơi thoáng không bất. Nhưng mà mình uống 2 tháng là cũng không có hiệu quả vậy hả? Dạ. Chắc là cái bệnh của anh cũng đã nặng quá rồi, đúng dạ. Do nó di căn tùm lum rồi. Di căn tùm lum rồi. Bây giờ là gì chủ yếu là lên não rồi hả? Lên não, vô xương. Vô xương. Có phổi. Phổi. Mày có phổi ếm đó này. À, trời. Như vậy là bây giờ chủ yếu là mình uống giảm đau thôi. Thì giảm đau chừng là chết thôi. Ngồi ra là không còn thuốc nữa. Dạ. Giờ không còn uống thuốc nam nữa hả? Dạ không. Ừ. Hay ăn được nổ. Dạ. Hay ăn không nổ là uống thuốc nam. Ăn không nổi là uống cũng không được. Hay ăn bữa có xíu là uống là chết thuốc nam. Như vậy là mỗi ngày uống 120 viên thuốc giảm đau quý vị ạ. Không, cái này đó thuốc này là muốn nổ à? Hả? Thuốc này mua. Mua, thuốc này mình mua riêng. Mua, thuốc nổ. Thuốc này, thuốc này là não, bên não hả? Dạ. Hiện tại là anh uống 2 loại thuốc. Một là morphine là 30mg nữa hả? Còn một cái loại thuốc là bên não nữa hả? Dạ. Não là thuốc này bán theo đơn đúng không? Dạ. Cái này là để bổ não hay sao? Giống đau não nhưng mà là bổ não. À, giảm đau não. Cái này mà mỗi ngày anh uống 120 viên. Là một tiếng, cách một tiếng là anh dùng 5 viên. Cách một tiếng anh dùng 5 viên. Tính ra là một ngày là 120 viên. 10 ngày là 1.200 viên. Một tháng như vậy là 3.600 viên. Cũng khiếp ha. Nhưng mà bác sĩ có cho mình uống chứ? Bác sĩ theo toa bác sĩ đâu mà. Bình thường em thấy em làm hay làm những cái hoàn cảnh thì em thấy họ chỉ uống tầm 1 đến 2 viên, cách nhau 1 tiếng là ví dụ khi nào đau là uống 1 đến 2 viên. Nhưng mà thấy anh bây giờ anh uống là 5 viên như vậy, mỗi tiếng anh uống 5 viên như vậy, có phải như thuốc này mình cũng nhận liên tục chị ha? Dạ. Một tuần mình nhận lần hả? Dạ. Trời. Chủ yếu là uống thuốc morphine này của bệnh viện thôi đúng không? Dạ. Rồi ngồi ra mình có cho ảnh bồi dưỡng cho ảnh này kia chứ cho ảnh khỏe bớt chứ. Dạ có, mua sữa đồ. Mua sữa cho ảnh đúng không hả? Dạ, ấy là mấy bữa không ăn thì mua yến đồ đổ cho ảnh. Mua sữa đồ cho ảnh uống thêm vô. Mình có không? Anh lúc trước là chắc cũng to cao không ạ? Dạ. 80kg hả? Dạ. 80kg mà giờ anh chỉ còn có sữa thôi quý vị. Dạ. Anh thấy cái sức khỏe của anh hiện tại nó như thế nào, nó so với một tháng trở lại đây thì anh thấy sức khỏe như thế nào? Anh nhìn nó xuống rất nhanh. Xuống rất nhanh hả? Ừ. Cái này một tháng là vẫn đi chơi đồ được. À, một tháng trước là vẫn đi chơi ra ngồi đường bình thường. Nhưng mà bữa nay đi tiểu là phải có người dẫn đi rồi. Bữa nay đi tiểu là phải có người dẫn đi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh nằm như thế này đó hả? Lên em biết sao? Anh nằm biết đó hả? Yeah. Chứ không nằm xuống không được hả? Cứ dựa vô trong tường biết rồi hả? Thì vậy nằm xuống bẻ cổ qua này. Hả? Nằm xuống cổ dặn qua không được. À, nằm xuống là cái cổ nó dặn qua không được. Cái thịt này nó ngộ tử. Nó đè sao nó vậy, đúng không? Cái thịt này nó thối ra rồi, ngộ tử rồi. À, cái khối u nó là hồi tử rồi. Nhưng mà nó vẫn chảy xì ra liên tục chứ. Đó. Hả? Xì ra miếng. Vậy là mình phải hàng ngày mình cũng phải vệ sinh rồi vệ sinh liên tục thuốc men vô liên tục đúng không?
Vì theo bây giờ anh thấy anh đó là anh không thể nằm xuống được, có nghĩa là anh sẽ ngủ ngồi như thế này đúng không? Giờ anh ngủ ngồi biết. Anh ngủ ngồi quý vị à. Anh ngủ ngồi như vậy là bao lâu rồi đó? 3 tháng rồi. 3 tháng là phải nằm như đó. Ba tháng trước là mình vẫn nằm xuống bình thường. Nằm giường được. À, nằm giường được đúng không? À, bây giờ là 3 tháng trở lại đây là phải dựa vô thông thường. Giờ cái khối u của anh là chắc nó cũng nhức dữ lắm ha. Nhờ móc phiên nhá. Nhờ móc phiên chứ không có móc phiên là thôi rồi đó. Chết liền. Tiếng đồng hồ sao chết cho mày. Không có móc phiên là tiếng đồng hồ sao là chiều không nổi đúng không? Thôi thế này, hôm nay em cũng biết được cái hoàn cảnh của anh. Thì em cũng đến đây để chia sẻ và làm một chương trình thay mặt các nhà hảo tâm để hỗ trợ thêm cho anh một số tiền để anh có thêm cái kinh phí anh uống thuốc rồi anh bồi dưỡng ha. Dạ. À, thì bây giờ em gửi cho anh số tiền là 15 triệu nha. Dạ. Thì số tiền này là gồm có của các nhà hảo tâm sao, là gia đình của bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu. Gia đình công giáo ở Sydney, Úc Châu là 1 triệu. Các cô chú tin lành nguồn phước tại Sydney, Úc Châu là 1 triệu. Chị Diễm Tâm Đức là 1 triệu. Cô Tâm ở bên Mỹ là 1 triệu. Chú Phan Ngọc Lâm ở bên Đức là 1 triệu. Chị Hằng Nguyễn ở bên Úc là 1 triệu. Anh Khen Trần ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Vân Anh, Alena Vema ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Trương Thị Dung ở Đơn Dương, Lâm Đồng là 1 triệu. Cô Mai Chi ở bên Mỹ là 1 triệu. Một chị giấu tên có Zalo là CN là 1 triệu. Gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu. Cô Tuyết Lộc ở quận 6 là 500. Và em Trần Nhật Hoàng ở Nam Định là 500. Đó, vậy tổng số tiền là 15 triệu anh chị ha. Dạ, em gửi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 triệu cho em gửi chị nha. Dạ, em cũng cảm ơn Vô Tâm để giúp đỡ gia đình em. Dạ. Dạ, em cũng cảm ơn, em không biết nữa đang nữa. Chị là năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 41 tuổi. Chị 41 hả? Dạ. Chị 41, anh 44 rồi về. Có nghĩa là suốt 4 năm qua chạy chữa cho anh với cái căn bệnh hiểm nghèo như thế này thì cũng gia đình cũng tốn kém cũng rất là nhiều tiền rồi. Bây giờ là bệnh tình của anh thì càng ngày nó càng trầm trọng hơn quý vị, sức khỏe càng yếu hơn. Cách đây 1 tháng thì anh có thể đi dạo, đi ra ngồi đi dạo rồi bình thường, nhưng mà hiện tại thì đi vệ sinh đi tiểu cũng phải có người dắt anh đi. Cho nên là quý vị đã thấy cái sức khỏe của anh đã xuống rất là trầm trọng rồi. Hôm nay thì Phi cũng đến đây để chia sẻ cùng với anh một chút gọi là cái tình thương của quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho anh để anh có thêm cái điều kiện để anh tiếp tục anh uống thuốc anh ha. Dạ, cảm ơn. Cũng cho em số tiền lắm, em không biết nuôi rang ấy. Chồng em nói chung em có giờ không biết nuôi rang ấy. Em cũng cảm ơn anh với lễ, cảm ơn đã giới thiệu tới đây cho chồng em cho chị. Nói chung là cố gắng chị lo cho anh nha. Dạ. Nói thật sự là hơi chồng từ môi trời sống thì cũng lo quen lắm, chưa nhờ đỡ. Nhưng mà khi đau bệnh chúng đầu hồi xưa đó, em luôn em khỏe, tính chất em không có tiền em cũng cho mấy những người già. Dạ. Này kia. Hồi xưa là anh mạnh khỏe đúng không? Dạ. Anh làm có tiền là anh vẫn giúp đỡ cho người này người kia. Anh muốn tới thăm mấy người già, cho người ít. Dạ. Bây giờ em bệnh muộn, thì những nhà hậu tâm thương là em thì em cũng rất quý. Nhưng mà có cái là thật sự đó là Chúa hình như là muốn dẫn em gì. Chúa muốn dẫn anh về hả? Dạ, cho nên là em luôn cầu nguyện. Cho nên con là nhân quả tốt thật là muốn xin Chúa về cho con nhanh. Tại sự đã đáng quá mức. Dạ. Nếu có ngà thì mình canh giờ cũng thuốc được. Tối là ngủ quay một tí là già chịu không nổi. Tối mà ngủ quay một xíu là chịu không nổi.
Cho nên là luôn luôn cầu nguyện cho dân sinh Chúa thôi gì. Có nghĩa là anh cũng theo theo đạo Thiên Chúa, và anh cảm thấy cái sức khỏe của anh nó càng ngày nó càng yếu, và nó đau nhức, nó hành hạ liên tục. Và anh cũng có nguyện cầu Chúa là đưa anh về càng nhanh càng tốt ha. Dạ. Cũng như cho gửi là cũng ơn với nhà hậu tâm. Tôi thật sự chưa một vợ chồng mà nhận một số tiền mà lớn như vậy, gọi là của người người giúp đỡ. Tại vì hơi chồng khỏe mà. Dạ. Mình lùm nén, mình có giúp đỡ cho người khác thôi. Dạ. Không ngờ bữa nay tôi mình phải đi lệ ly. Bây giờ mình cũng nằm trong cái tình trạng như thế này đúng không? Dạ. Hồi trước là mình khỏe mạnh là mình vẫn giúp đỡ cho người ta. Bây giờ là mình phát bệnh rồi thì ngược lại là có người đến giúp lại cho anh. Yeah. Nhưng mà bây giờ là anh thôi, anh cố gắng được chừng nào hai chừng đó thôi chứ bây giờ biết sao. Thì Chúa kêu anh giờ nào thì anh đi giờ đó thôi. Mỗi lần anh yếu điện mục sư xuống cầu nguyện là thấy mơ anh khỏe. Mỗi lần yếu đồng mục sư xuống cầu nguyện rằng qua mơ thấy khỏe, ăn uống lại bình thường. Em thấy cũng Chúa cũng cho phép loại cho anh. Có nghĩa là mỗi lần anh yếu, có nghĩa là trước giờ là anh cũng yếu nhiều lần rồi đúng không? Yếu rất là nhiều lần. Mà mỗi lần anh yếu là kêu mục sư, mời mục sư tới để cầu nguyện. Cầu nguyện xong là ngày mai anh khỏe lại. Mục sư xuống cầu nguyện, mưa thấy khỏe, ăn uống lại được. Chứ mấy bữa bữa mà em xin công ty nghỉ là thấy ăn vô uống rồi miết. Em nghĩ chắc đi rồi, bây giờ cũng đi rồi. Rồi ra hôm nay trưa mục sư với lại trăng đòn bên chấp sự xuống cầu nguyện thấy mưa thấy xuống thấy thấy an được nghĩa chân chố. Vậy là bữa đó là cũng yếu là tưởng mua đi rồi đúng không? Rồi mục sư tới cầu nguyện thì ngày mai anh khỏe lại. Dạ. Ăn được. Dạ. Anh cũng nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi đúng không? Nhớ thật sự rằng mà em ở được gần nhà thờ mà nó cũng được ngay mục sư cầu nguyện là giảm sẽ bất bình. Mục sư cầu nguyện là bất bình hả? Em vẫn tin tưởng là được. Anh vẫn có một cái đức tin đúng không? Nhưng mà sao quá. Nhưng đây là muốn đi là đi không được. Dạ. Trong khi cứ mệt quá, cứ biết giờ mở mục sư tới cầu nguyện cũng khỏe. Cũng có một phép màu anh ha. Dạ, phép màu đó rồi. Khi anh mệt quá thì mục sư đến cầu nguyện thì lại khỏe. Và nhiều lần như vậy rồi đúng không? Dạ, 4-5 lần gì đâu. 4-5 lần rồi. Như vậy là anh cũng có một cái đức tin và có một cái phép nhiệm màu đối với anh. Thôi bây giờ chị cố gắng là chị lo cho anh ha. Bây giờ em cũng xin phép em đi nữa nha. Dạ. Thôi thì hôm nay cũng đến đây để hỗ trợ cho anh một cái số tiền để anh có thêm điều kiện anh uống thuốc. Thì qua đây Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để hỗ trợ cho anh Thế Anh. Thì cũng xin mến chúc quý vị có thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Phi cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nha.